Gió lớn kèm theo mưa và sấm sét ở Bangka và Muscat, Oman ngày 29 tháng 2. Núi lửa Popocatépetl phun ra tro bụi khổng lồ ở Mexico ngày 28 tháng 2. Lũ lụt tàn khốc ở Pakistan, hàng nghìn người phải sơ tán ngày 28 tháng 2. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Gió lớn kèm theo mưa và sấm sét ở Bangka và Muscat, Oman. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 2, gió lớn kèm theo mưa và sấm sét ở Bangka và Muscat, Oman. Theo cơ quan hàng không dân dụng, mưa cũng tấn công một số khu vực ở phía bắc Oman và đội cứu trợ đã sơ tán cư dân của các tỉnh ở Muscat và Nam Sakhiyat. Trận mưa như chút nước đã khiến ban tổ chức lễ hội Mukas phải hủy bỏ các hoạt động trong ngày thứ ba. Bão do áp thấp gây ra trên các khu vực phía bắc của vương quốc bao gồm Musandam và các khu vực ven biển của Oman. Video cho thấy gió bão lớn kèm theo dông khiến người dân không thể di chuyển trên đường phố. Núi lửa Popocatépetl phun ra tro bụi khổng lồ ở Mexico. Quý vị thân mến, vào ngày 28 tháng 2, núi lửa Popocatépetl phun ra tro bụi khổng lồ làm gián đoạn di chuyển của đường hàng không, khiến 22 chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế thành phố Mexico trong bối cảnh lo ngại về an toàn đối với tro núi lửa trên bầu trời. Video cho thấy một chùm khói tro bụi khổng lồ bao trùm cả thành phố Mexico, đám khói dày cuồn cuộn bốc ra từ miệng núi lửa. Trong 24 giờ tính đến 0 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2 theo giờ địa phương, Kenapret báo cáo có 77 đợt thổi ra, 952 phút chấn động và một trận động đất kiến tạo núi lửa. Lượng phát thải tro dày đặc cao tới 6,7 km so với mực nước biển trôi dạt về phía bắc, tây bắc. Cơ quan bảo vệ dân sự cho biết không có rủi ro tức thời nào đối với người dân trong bán kính 96 km xung quanh núi lửa. Hỏa hoạn lớn bùng phát tại một nhà kho công nghiệp ở Chucasano, Ý. Thưa quý vị, tối ngày 28 tháng 2, một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại một nhà kho công nghiệp ở Chucasano, Ý. Video cho thấy cột khói cao bốc lên từ đám cháy lớn xảy ra tại một nhà kho ở Chucasano, làm bầu trời phía trên Zenlo Buon Presico, Paulo tối sầm. Ngôi nhà và văn phòng, đặc biệt là những người sống gần đám cháy. Lũ lụt tàn khốc ở Pakistan, hàng nghìn người phải sơ tán. Vào ngày 28 tháng 2, mưa lớn gây ra lũ lụt tàn khốc ở quận Gardar và các khu vực khác của Balochistan của Pakistan, khiến hàng nghìn người phải sơ tán và giao thông trên đường cao tốc ven biển bị đình trệ.
Video cho thấy nước lũ ngập vào nhà cửa và các con sông tràn bờ. Các phương tiện giao thông trên đường phố cũng bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Khu vực ven biển lượng mưa trên 100mm trong 12 giờ. Lũ lụt đô thị dẫn đến sự sụp đổ của một số ngôi nhà. Hàng trăm người dân bị mất điện trước sự tấn công dữ dội của mưa lũ gây ra hỗn loạn trên diện rộng. Những trận mưa kéo dài 30 giờ đã gây ra lũ quét, nhấn chìm hầu hết các khu vực, làm gián đoạn cuộc sống bình thường và khiến hàng trăm người mất nhà cửa. Hàng chục khu định cư và cơ sở thương mại bị sập khi nước lũ tràn vào, trong khi đường xá bị ảnh hưởng nặng nề. Lực lượng bán quân sự đã đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tiến hành các hoạt động cứu hộ và cứu trợ tại đó. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.